Xin chào quý vị khán giả của Khỏe Đẹp Cho Ngày Mới. Thưa quý vị, có được một đôi mắt đẹp là niềm mơ ước của tất cả chúng ta đúng không nào? Bởi vì rõ ràng là đây là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn với những người chúng ta gặp gỡ ngay lần đầu thôi. Có được một đôi mắt đẹp thì mí mắt đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó thì nó còn tạo ra sự hài hòa trong tổng thể của cả khuôn mặt. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được sự hoàn hảo cho đôi mắt của mình? Ngày hôm nay thì chuyên gia của chương trình sẽ đưa đến những thông tin rất hữu ích cho quý vị. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia thẩm mỹ Nguyễn Thanh Hùng đến từ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ GN. Xin chào MC Minh Phương, xin chào quý khán giả của chương trình. Và thưa anh, dưới góc độ của một chuyên gia thẩm mỹ thì anh nghĩ như thế nào về vai trò của đôi mắt đối với tổng thể của khuôn mặt ạ? Không phải ngẫu nhiên mà một cái đôi mắt người ta được gọi là cửa sổ của tâm hồn. Với những ai mà có cái đôi mắt đẹp thì giúp họ cảm thấy tự tin hơn, vui tươi hơn và dễ gây thiện cảm với những người xung quanh. Tuy nhiên thì không phải là sinh ra ai cũng có một cái đôi mắt đẹp sẵn. Đối với người Á Đông chúng ta thì đa số là gì, cái đặc điểm mắt là cái mí mắt nó rất là dày, mí mắt nó không rõ mà chúng ta gọi là mắt một mí đấy. Hoặc là gì, có những người thì mắt một mí, một bên một mí, một bên hai mí, hoặc là những trường hợp mí lót, đó là những cái tình trạng mà bẩm sinh. Hoặc là có một số những cái trường hợp khác, ví dụ ngày xưa còn trẻ thì nhiều chị em nói là ngày 18-20 đôi mắt em rất là đẹp, hai mí rất là rõ ràng, nhưng mà theo thời gian thì thấy nó bị sụp, bị nặng, bị nhăn nhiều. Nó làm cho các bạn chưa có cái đôi mắt nó được ưng ý, chưa giúp các bạn tự tin. Chính vì lý do đó mà mọi người tìm đến các biện pháp can thiệp thẩm mỹ vùng quanh mắt để giúp có một cái đôi mắt tươi trẻ, hoặc là cải thiện những cái tình trạng mí mắt bị lão hóa theo thời gian. Thế thì qua những cái chia sẻ vừa rồi của anh thì có thể thấy được rằng là đôi mắt đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể của cả khuôn mặt. Và một trong những lý do để chúng ta có được một đôi mắt đẹp đấy chính là cái mí mắt. Thưa chuyên gia thẩm mỹ Nguyễn Thanh Hùng, hiện tại thì mình có những cái phương pháp làm đẹp như thế nào đối với mí mắt ạ? Có rất nhiều những cái phương pháp khác nhau để giúp chúng ta cải thiện cái tình trạng mí mắt. Thì đơn giản nhất là gì? Có thể là make up và kích mí. Đó. Nhưng đó là cái biện pháp đơn giản tạm thời. Đôi khi nó cũng khá là bất tiện đối với những chị em mà rất là bận rộn. Thì cái biện pháp thứ hai bền vững hơn đó chính là các can thiệp thẩm mỹ vùng quanh mắt. Thì tùy đặc điểm mắt của các bạn như thế nào mà các bạn sẽ lựa chọn cái giải pháp sao cho nó phù hợp nhất. Ví dụ như mắt các bạn còn trẻ mà cái tình trạng mí mắt nó chưa rõ, hoặc là mắt một mí, hoặc là nó không cân đối, có thể là nhấn mí hoặc là cắt mí, hoặc là can thiệp tối thiểu thôi nhưng vẫn đạt được cái lợi ích tối đa. Thế còn đối với những chị em mà trước đây có mí đẹp rồi nhưng mà quá trình lão hóa, da sụp mỡ thừa, thì có các biện pháp như là có thể nâng chân mày, loại bỏ bớt da dư đi, nó vừa cải thiện cái tình trạng sụp da mà nó làm cho đôi mắt mình nó trả lại cái trạng thái ngày xưa. Quá trình làm nghề bao năm thì tôi thấy có một cái sự thay đổi rất lớn trong cái quan niệm làm đẹp. Giai đoạn cách đây nhiều năm ấy, có thể là do ảnh hưởng một cái trào lưu nào đó, các bạn thích những cái form mí sâu, mí Tây, mí Ấn Độ, nó không phù hợp với cái cấu trúc cái khuôn mắt của người Việt mình. Thời gian gần đây, mạng xã hội phát triển cũng như các cái truyền thông phát triển, các bác sĩ được chia sẻ với các bạn nhiều hơn, nhiều bạn trẻ đều đã mong muốn là tạo hình một cái form mí tự nhiên thôi, không quá to nhưng nó phù hợp với cái cấu trúc mắt của người Á Đông mình, để làm sao sau khi thực hiện thẩm mỹ thì các bạn có được một cái đôi mắt nó hài hòa nhất, cái ánh nhìn nó tươi trẻ nhất và ít lộ dấu vết can thiệp thẩm mỹ nhất. Với cái xu hướng thay đổi theo hướng tích cực như vậy thì tại phòng khám thẩm mỹ GN đã giúp cho rất nhiều những chị em được sở hữu một cái đôi mắt đẹp, hài hòa, cân đối với những cái nét nguyên bản của các bạn. Có rất nhiều người băn khoăn là cái phương pháp cắt mí có ẩn chứa rất nhiều rủi ro sau khi thực hiện. Thì với anh thì anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Cắt mí hoặc là các can thiệp thẩm mỹ vùng quanh mắt nó chỉ là một cái tiểu phẫu thôi. Nhưng đó là một cái can thiệp có xâm lấn, chỉ cần sai sót một chút thôi là nó sẽ rất dễ đến những cái tình trạng khác nhau. Và có thể là chảy máu, tụ máu nhiều này, tổn thương mô, tổn thương da, bị lệch, bị vẹo, nó làm cho phản tác dụng, khiến cho các bạn mất tự tin hơn với cái đôi mắt của mình. Tôi có một cái lời khuyên dành cho chị em để đảm bảo an toàn và đạt cái kết quả tối ưu, thì nên lựa chọn phải là các bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề. Thứ hai đó là thực hiện tại các cơ sở được cơ quan quản lý y tế người ta cấp phép. Thứ ba đó là lên trao đổi với các bác sĩ của mình về cái mong muốn của mình, khả năng đạt được, và tốt nhất là gì, lên lựa chọn cái form mí cũng như cái can thiệp ở cái mức độ vừa phải, hài hòa nhất với đặc điểm của các bạn. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thẩm mỹ Nguyễn Thanh Hùng ạ. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thẩm mỹ Nguyễn Thanh Hùng, thì quý vị khán giả cũng đã có cho mình được những thông tin thật hữu ích để có thể làm đẹp hơn cho đôi mắt của mình. Chúc quý vị đẹp 24 giờ mỗi ngày và đẹp 7 ngày trong tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.